Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện Motor Điện. Kênh video chuyên về phụ tùng xe 4 bánh, 3 bánh, 2 bánh, tất cả các loại phụ kiện độ chế xe. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ nhíp 5 lá dài 80 cm, tải trọng max 800 kg. Đây là tổng tải chứ không phải là chở được 800 kg. Tổng tải của bộ nhíp này có thể chịu được là 800 kg. Nhíp này là nhíp của hãng liên doanh chuyên cho các dòng ô tô thương hiệu như Suzuki, Hyundai hay là các dòng xe khách, và nó được sản xuất theo cái đặt hàng của bên chúng tôi là xe điện Motor Điện. Để đặt riêng cái loại này thì kích thước này thì bên tôi đã chạy đến 500 bộ thì người ta mới sản xuất cho. Đấy, thì riêng về cái dòng nhíp này nó không phải là nhíp Trung Quốc. Đấy, mình xin khẳng định. Và tất nhiên thì cái nhíp của Trung Quốc thì không bao giờ so sánh được về độ dẻo và khả năng chịu tải đàn hồi của thằng này rất là tốt. Nhíp này có thể duỗi thẳng ra và đàn hồi lại như cũ được bình thường. Các bạn nhìn cái độ cong của cái nhíp là các bạn có thể hình dung ra được. Đấy. Nhíp 5 lá có kích thước bản rộng là 5 cm, chiều dày mỗi một lá là 6 mm. Hai mắt nhíp là có lỗ là 30 mm. Tất cả các phụ kiện như trong video đây. Đấy. Độ chuẩn của nó thì rất là chuẩn. Nhíp này thì rất là thương hiệu, nhưng vì mình không phải được trả về, mình không được trả cái tiền quảng cáo, cho nên mình đã che cái phần thương hiệu của cái nhíp đi. Tất nhiên khi các bạn mua nhíp về thì vẫn có những cái tem nhãn ở trên cái nhíp này. Sau đây thì mình sẽ quay chi tiết rõ các cái phụ kiện cho các bạn xem. Đối với cái những dòng nhíp cao cấp như vậy, như thế này thì các bạn hoàn toàn có thể lắp lên những cái xe chở người hay chở hàng. Nó rất là êm. Nó rất là êm các bạn nhé. Đấy. Rất phù hợp để các bạn làm xe chơi hoặc là xe chở hàng. Độ đàn hồi của nó rất là êm. Nó không cứng như nhíp của Trung Quốc. Nhíp này là nhíp liên doanh. Các bạn có thể sẽ để ý nhiều đến những cái nhíp này. Khi các bạn mua về, các bạn để ý thương hiệu của nó, các bạn sẽ để ý đến những cái dòng thương hiệu như trên những cái dòng ô tô nó rất hay dùng cái nhíp này. Đây là xe chi tiết. Đây các bạn có thể nhìn cái mắt nhíp của nó này. Đấy. Làm rất là chuẩn luôn. Đây là cái mắt nhíp này. Quấn rất là tròn. Đấy, chuẩn từng mm một. Đây, cái mắt nhíp của nó này. Rất là tròn luôn này. Từng chi tiết một, từng cái vát góc một. Để cho các bạn thấy được là cái hàng chất lượng nó sẽ tỉ mỉ và khác với những cái hàng giá rẻ khác. Đây, con ốc siết ở giữa nhíp này, ốc lục giác này. Đấy, ốc đinh tán luôn. Mắt nhíp bên này cũng thế, rất là tròn. Bên này cũng vậy này. Trên nhíp có ghi các cái thông số của nhà sản xuất đây. Đây là tem kiểm định chất lượng của nó, năm sản xuất này là 2020 này. Độ cứng HB là 404 đến 461 này. Đấy, nhíp này. Mắt nhíp này rất là chuẩn này.
Đây, phụ kiện đi theo rất là đầy đủ nhé. Các bạn mua cái nhíp này về làm ô tô thì rất là chuẩn luôn. Đấy, kích thước là, xin nhắc lại, kích thước tổng chiều dài của nó là 80 cm, kích thước bản rộng là 5 cm, độ dày mỗi lá là 0,6 mm, 0,6 cm, tức là 6 mm đấy, và số lá là 5 lá. Các bạn có thể đặt thêm số lá, cũng bên mình đều có. Giá thành của bộ này mình để phần dưới phần mô tả sản phẩm, các bạn xem vui lòng xem giá ở phần dưới mô tả sản phẩm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh, ấn like.